Đầm da beo chung với xếp ly cả nhà ơi. Đầm này thiết kế là cổ sơ mi nha, tay ngắn vai phồng nè. Đó, phần thân trên là em may cho mình là như cái đầm sơ mi bình thường, nhưng mà phần chân váy là em có may xếp ly cho mình luôn nha. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1518, ngày hôm nay sắp sẽ xe đặc biệt cho mình luôn. Với mức giá bao nhiêu cả nhà ơi? Chỉ cần có giá tiền là 349.000 đồng thôi, rẻ ha. Đầm này chất liệu vải của em nói là dòng vải châu tôm cao cấp nha các chị, váy được 4 size. Em có M nè, có L, XL là 2XL cho mình luôn. Từ 40kg cho tới là tầm 65-66kg. Em tới đây tầm 85-86 độ về, cả nhà sẽ mặc đẹp thoải mái nha. Đầm thiết kế sẽ là cổ sơ mi cho mình nè, tay ngắn nè, vai phồng, nhánh eo, dáng nòng phong xề cho mình. Váy này chỉ cần may một lớp thì rất là vừa mặc nha các chị, không sợ thấy sợ lộ gì hết, và không khóa kéo phía sau. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1518. Chị khách nào mình đặt hàng em bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. 1518 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được nha các chị ơi. Nhanh tay lên đơn thiệt là sớm nha, em tư vấn và chờ hàng nè. Dòng vải châu tôm cao cấp nha các chị, vải cũng tương đối là dày đó, mặc lên một lớp cũng không có sợ hay sợ lộ gì hết, có hoa kéo phía sau luôn nha. Và cái phần chân váy như vậy nó xếp liền nó đều lắm luôn á, đều tam tắc như thế này nè, mê nha các chị. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1518, đầm đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1518. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. 1518 và kèm luôn cho em cái số điện thoại, bên em có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn nha các chị. Chị khách nào mà mình đặt hàng nhanh á chắc chắn là sẽ có đơn nè. Đặt hàng nhanh chắc chắn là sẽ có đơn nè, còn chị khách nào mà mình đặt hàng chậm á nó sẽ hết hàng nha. Cố gắng mình đặt hàng thiệt là nhanh và thiệt là sớm nha em, để bên em tư vấn và chờ hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn. Mã số sản phẩm kèm luôn cho em cái số điện thoại nhưng mà là ok nha các chị. Rồi mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1518, đầm đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1518. Chị nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. 1518 kèm luôn cho em cái số điện thoại nhưng mà là ok nha các chị ơi. Em xem ngay trong bài lại trưa ngày hôm nay. Chị Bích Ngọc ok có đơn hàng, chị Tú Trân ok chốt luôn là 1518. Còn chị nào mình đặt hàng đầm này nữa ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. 1518 kèm luôn cho em với số điện thoại, đầm đang mặc trên người mã sản phẩm là 1518 nha. Chị nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn, mã số sản phẩm và kèm luôn cho em cái số điện thoại, bên có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn nha. Rồi chị Lê Thị Diễm Hương ok có đơn luôn ạ. 63kg mình lấy size 2XL cho em nào vui nha chị, tùy theo chiều cao mà em tư vấn theo với chị yêu mình ạ. Có khóa kéo nằm màn sau lưng nè, trời ơi nó đẹp quá trời quá đất luôn á. Mẫu đang mặc trên người mã số 1518, đầm đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1518 ạ. Chị nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha. Chị Trinh Huỳnh 1518 có đơn luôn ạ, sale rẻ nha các chị còn có giá tiền bao nhiêu ạ? 349.000 đồng trong livestream ngày hôm nay. Chỉ 349.000 đồng có ngày đầm siêu đẹp và giá siêu rẻ luôn, chốt liền trên livestream nha các chị. Và 48kg mình mặc cho em xem M nè. Họa tiết da beo thì mình yên tâm, em mặc rất là sang, nhìn một phát là ghiền liền. Mấy chị khách trung niên bên đây là khoái cái những cái em đầm mà họa tiết da beo lắm luôn á. Thứ nhất là sang nè, không sợ qua thời hay lỗi mốt này nè các chị, và mặc lên cực kỳ tôn da người mặc luôn á. Đi chơi đi tiệc đi làm thoải mái thả ra, rồi mình có thể mặc đi làm công sở nhà văn phòng cũng được luôn ạ. Rồi bây giờ mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1518, chị khách là mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. 1518 kèm luôn cho em cái số điện thoại của mình, bên có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn thêm. Chị nào đặt hàng nhanh chắc chắn có đơn luôn, còn chị khách nào mà mình đặt hàng chậm quá hết hàng uổng nha các chị. Nhanh tay lên đơn thiệt là nhanh và thiệt là sớm nha, em tư vấn và chờ hàng luôn ạ. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm 1518, đầm đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1518, chị khách là mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. 1518 kèm luôn cho em cái số điện thoại nhưng mà là ok nha các chị. Chị Nguyễn Ngân ok có 54kg mình mặc da xanh L là vừa đó chị, tùy theo chiều cao một eo nha. Chị Thùy Linh ok chốt luôn ạ, 1518. Còn chị nào mình đặt hàng đầm này nữa em bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. 1518 kèm luôn cho em cái số điện thoại, ngày hôm nay sẽ rẻ bao nhiêu các chị, chỉ còn có giá tiền 349.000 đồng trong livestream thôi. Cổ sơ mi nè, tay ngắn nha, vai phồng phồng nhẹ một chút xíu, ôm cái phần eo dáng đồng phong xòe trên váy xếp ly cho mình nè, mê quá trời quá đất luôn. Mã số sản phẩm là 1518 nha. Rồi bây giờ chị khách nào mình đặt hàng thì mình nhanh tay lên đơn thiệt là sớm nha, để bên em tư vấn và chờ hàng luôn. 1518 kèm luôn cho em cái số điện thoại, đầm đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1518. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha, em tư vấn và chờ hàng luôn nha. Các chị mình đặt hàng nhanh á chắc chắn là sẽ có đơn nè, còn chị khách nào mà mình đặt hàng chậm quá nó hết hàng uổng nha các chị. Lên đơn thiệt là nhanh
cho em tư vấn nè. Dạ 62kg mình mặc cho em size 2XL là vừa nha. Eo 62kg eo 83 mặc 2XL là quá đẹp luôn á chị. Gam màu cực kỳ dễ mặc luôn, đúng một màu. Mấy đợt trước thì em có về cho mình là chấm bi rồi, hoa rồi luôn, trơn cũng có luôn. Và đợt này em về cho mình nè, hỏi tới Jamel nha, cũng coi như là đợt cuối rồi đó. Tất cả những mẫu đầm chỉ về được một lần rồi qua luôn chứ không về đi về lại nha. Bây giờ mình kiểm tra kỹ lại giùm em một lần nữa. Có chia sẻ livestream 3 lượt nè. Rồi mã số 1518. Có luôn cho em cái số điện thoại, bạn có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn nha. Chị có bao nhiêu ạ? 349 ngàn đồng thôi ạ. Trời cái mẫu váy này nhìn một phát là mình ghiền liền luôn á các chị. Cái màu quá đẹp, nền vải màu đen nè và có phối cho mình rất là nhiều hoa trải đều trên nền vải nha. Tuy rằng cái em váy này nhiều hoa nhưng mà mặc lên nhìn không có lề lẹt và không hề kém dùng chút xíu nào cả, tại vì có cái nền đen á các chị, dễ mặc cực kỳ. Da trắng là mặc rất là đẹp luôn, nhưng mà chỉ cách nào da ngâm ngâm á, diện cái mẫu nằm này lên phải nói là trắng lên vài tông da luôn. Cổ thì em sẽ thiết kế cho mình là cổ đắp chéo nha, cho là khi mà mình diện lên á thì có thể là tự tùy chỉnh được. Thì ở đây là em đã nhíp sẵn ngay chính giữa như thế này rồi đó các chị, mình thấy là tầm cỡ ở giữa giữa mình có mặc ok không. Nếu như mà được thì mình cứ để như vậy nha, không thì mình thích mặc kính mình nhíp cao lên xíu, thích mặc mà gợi cảm sexy hoặc thoải mái á mình nhíp thấp xuống một chút xíu cho em nha. Và từ phần eo trở lên thì em sẽ có xếp ly ôm cái phần vòng một của mình đó. Nếu như vòng một khiêm tốn thì nó sẽ hơi phồng nhiều chút xíu nha, nhìn nó sẽ đẹp hơn. Còn chị khách nào mà mình vòng một khủng nè thì mình có thể mặc thoải mái hơn rất là nhiều luôn. Rồi đầm này thì ngày hôm nay em chỉ còn cho mình là có 3 size thôi, em còn cho cả mình size M, size L và size XL. Mã số là 1538 ha. 1538 chỗ size M còn có 3 cái à các chị. Size M còn 3 cái thôi. Rồi size 2X thì hết hàng. 40kg cho tới 64kg. Tại sao có cái số ký này các chị? Tại vì đầm này form em may cho mình thoải mái rộng rãi nha. Rồi từ 45kg cho tới là 53kg mình mặc cho em size M. Từ 54kg cho tới là tầm 58kg mình mặc cho em size XL. Còn từ 59kg cho tới 64kg mình mặc cho em size XL là vừa nha. Rồi chị khách là mình đặt hàng, bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha, em tư vấn và chờ hàng luôn. Mã số kèm luôn cho em cái số điện thoại, em tư vấn và chờ hàng nha. Cổ đắp chéo nè, tay lỡ cho mình vai phòng nhẹ chút xíu nha. Chị khách nào mà mình có phần vai ngang nào hoặc là bắp tay to chút này nha, mẫu đầm này mà quên phải nói là nó che khéo được cái phần bắp tay của mình rất là tốt. Phần chân váy xòe xòe ra, trời ơi mê liền. Chị khách nào có bụng là mê cái những cái em đầm mà chân váy xòe lắm, che bụng khéo đúng không ạ? Phải nói là cái em đầm này nó quá hay các chị, quá tuyệt vời. Hôm nay em giảm giá cực mạnh luôn, giá gốc tại cửa hàng bán á, bình thường em bán ở những cái livestream khác thì mình đã thấy rồi là 550.000 đồng. Còn trong bài livestream ngày hôm nay chị khách nào mình đặt hàng và có chị sẽ livestream shop giảm mạnh cho mình luôn, chị còn có giá bao nhiêu ạ? 299.000 thôi. Từ 550.000 đồng shop giảm ngay cho mình, chị còn có 299.000 đồng, quá trời quá đất rẻ rồi. Ngay bây giờ chị khách nào mình đặt hàng thì mình lên đơn thiệt là sớm nha, em tư vấn và chờ hàng luôn nha. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1538, đầm đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1538. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn. 1538 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được cả nhà nha, em sale ngay trong bài livestream ngày hôm nay. Chị khách nào mình đặt hàng nhanh nè, đảm bảo có đơn hàng cho mình. Còn chị khách nào đặt hàng chậm á, sao có chịu à, hết hàng. Có cái mình đặt hàng thiệt là nhanh nè và thiệt là sớm nha, để bên em tư vấn luôn nha. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1538, đầm đang mặc trên người mã số 1538, tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn. Chị Mai Phạm ok có đơn hàng luôn hả? Rồi chị Ngọc Mỹ ok chốt đơn 1538 luôn. Còn chị khách nào mình đặt hàng nữa ngay bây giờ mình tranh thủ nha các chị. Và trước khi đặt hàng đừng quên chia sẻ like cho em, có giao hàng shop ơi. Dạ có chị, em giao hàng về tới tận nhà luôn á. Và khi mà mình nhận được hàng nhà thì sao nè, được kiểm tra trước khi thanh toán, dồn đơn 600.000 đồng và được miễn phí hàng toàn quốc nữa, rất là nhiều cái chương trình ưu đãi luôn, vừa uy tín nè, cho cửa hàng là quá uy tín rồi, vừa chất lượng này các chị ạ, và giá thì phải nó quá rẻ luôn. Và đây là đầm bên em tự may, tự thiết kế và tự sản xuất hàng độc quyền nha, không có shop nào có đâu đó, giá quá rẻ luôn, 299.000 đồng em ấy này, rồi hết hàng rồi ạ. Hết size 2X rồi ạ, không có về nữa. Dạ em hết size 2X mới vừa hết luôn chị, nếu như mà chị mình đặt hàng sớm giùm em một ngày thôi là mình có đơn rồi. Và hiện tại em chỉ còn 3 size, em còn cho mình là size M, size L, size XL, 40 cho tới 64kg đó chị. Riêng mẫu này là tới 63-64kg luôn, tại vì phong của nó cũng rộng rãi thoải mái á. Còn nếu như em đầy đủ 4 size thì sẽ tới 70kg luôn cho mình ha. Rồi chị Thu Nguyễn có đơn hàng luôn hả? Chị Ngọc Minh em chào chị yêu mình nha. 55kg ra dùng em. Eo dưới 74 mình mặc size M là vừa. Còn eo trên 74, eo 75 trở lên thì mình mặc cho em size XL là vừa nha chị. Tùy theo cái chiều cao này với lại cái vòng eo của chị mình, bên có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn nha. Nhớ là đặt hàng phải
chia sẻ livestream nè, ba lượt mất có 10 giây thôi, từ 550 giảm xuống chỉ còn có 299 thì thiệt sự là quá rẻ, cái gì có 10 giây à, không có mất bao nhiêu thời gian cả, và chia sẻ chỉ ba lượt. Chị khách nào chia sẻ ít ít thì chia sẻ cho em ba lượt ha, còn chia sẻ nhiều nhiều thì em cảm ơn mình nhiều ạ. À, rồi nhanh tay nha các chị, mã số 1538 nè, số điện thoại bên có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn nha, đừng có lộn mã nha các chị, mã số là 1538. Thấy có một số chị khách đặt hàng thiếu mã số ra nè, thôi bác lại dùng em nha, 1538 số điện thoại của mình, và có chia sẻ livestream ba lượt từ 550.000 đồng sắp giảm mạnh cho mình luôn, chỉ còn có giá là 299.000 đồng thôi nha. 50kg CM là chuẩn đó chị, nhưng mà CM chỉ còn có 3 chiếc à, bây giờ đang số gì còn size L và size XL, trong đó size L số lượng nó nhiều hơn size XL một chút xíu, cho là bây giờ nè chị đã mặc size M và XL thì mình tranh thủ đặt hàng thiệt là nhanh lên, còn size 2XL là em hết về rồi đó, đầm nào cũng vậy, em chỉ về được một lần rồi qua luôn chứ không về đi về lại. Ngày hôm nay thấy mẫu đầm này ưng quá, thích quá và cũng đang trong giá sale, đang trong cái chương trình sale thì mình đặt hàng luôn cho em nha, nó không hết hàng rất là ổn nha. Chị Phương Hồ một chiếc size M luôn nè, cái em đầm xu này dễ mà cực kỳ luôn này các chị ạ. À, mẫu em đang mặc trên người mã số 1481 nha, cổ tròn tay ngắn và dáng đồng phông suông cho mình, váy này em mang cho mình một lớp kèm luôn cả cái túi nè, câu hoa kéo phía sau. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1481, chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha, em tư vấn luôn nha các chị, mê lắm luôn á. Đầm này thì trước lời phải của em nói là dòng vải lụa satin nha, cái mặt vải rất là mềm nè, sờ lên mịn nè, mất mượt à, luôn cho mình cái túi nha, cao 1m65 thì đầm này em mặc dài phủ gối kèm như thế này, các chị mình thích mặc phủ gối thì mình cứ để như vậy nha, còn cho khách nào mà mình thích mặc trên trên gối một chút xíu thì mình có thể lên like cắt ngắn tùy theo ý thích của mình mà không hề sợ bị mất form luôn. Và ngày hôm nay em váy này em sẽ sale luôn cho mình nha, thay vì tại cửa hàng mình mua giá bao nhiêu ạ, 399.000 đồng đúng không, thì ngay bây giờ em giảm giá cho mình luôn, chỉ còn có giá tiền là 159.000 đồng, chỉ 159.000 đồng có ngày đồng đẹp giá rẻ, chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1481, đầm đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1481, chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn, 1481 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được cả nhà nha, em xem ngay trong bài livestream ngày hôm nay. Chị khách nào mình đặt hàng nhanh á em đảm bảo có đơn nè, còn chị khách nào mà mình đặt hàng chậm á nó hết hàng ổn nha, nhanh tay lên đơn thật là sớm nha, em tư vấn và chờ hàng chờ xa cả nhà mình luôn nha, mã số với số điện thoại cho em là được nha các chị ơi, nhanh tay lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng luôn, mã số với số điện thoại cho em là được nha các chị. Đầm đang mặc trên người 1481 ngày hôm nay giảm giá 159.000 đồng, chỉ 159.000 đồng có ngày đầm đẹp luôn, và hiện tại em chỉ còn cho mình có 3 size thôi nha. Rồi để em xem nào, em còn cho mình 3 size, em còn cho mình size L, size XL với lại size S thôi, 50kg cho tới là 50kg cho tới 68kg, và eo thì eo 70 cho tới là eo tầm 88 thì mình sẽ mang vừa cho em luôn ha. Chị là mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn thật là sớm nha, em tư vấn và chờ hàng chờ sai cả nhà mình luôn ha, mã số với số điện thoại cho em là được nha các chị ơi, nhanh tay lên đơn thật là sớm nha, em tư vấn và chờ hàng nha các chị. Rồi nhanh tay lên đơn thật là sớm nha, em tư vấn và chờ hàng chờ sai ra cả nhà mình luôn ha, mã số với số điện thoại cho em là được nha các chị ơi, nhanh tay lên đơn thật là sớm nha, em tư vấn và chờ hàng luôn ạ. À, đầm đang mặc trên người mã số sản phẩm là, mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1481, đầm đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1481, chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn, 1481 kèm luôn cho em cái số điện thoại, giá chỉ có 159.000 đồng ngay hôm nay thôi. Chị nào đặt hàng nhanh có đơn này chậm hết hàng nha các chị. Mấy mấy màu mình sắp ơi, dạy được đúng một màu của chị, cái gam màu này phải nó quá dễ mặc luôn á, nền vải là màu tím tím nè, hoa thì màu hồng hồng cho mình ha, da trắng mà đẹp, da ngâm gì đó ok, một cái gam màu rất là ngọt ngào luôn, trời mê, dán suông cho mình nè, mình có thể là mặc hàng ngày ở nhà cũng được ha, rồi mình có thể mặc đi dạo phố, cà phê cà pháo hoặc là mặc mua sắm cũng được luôn. Với giá 159.000 đồng thì em nói là ra đường các chị đi chợ mình mua một cái váy thì hoàn toàn là không có, thậm chí một cái bộ đồ bộ thôi cũng phải là tầm 200 hoặc hơn nữa. Và ngày hôm nay cái giá này giá sale nha các chị, thay vì bình thường mình mua em váy này 380, bây giờ giảm mạnh luôn còn 159.000 thôi, chỉ còn có giá tiền là 159.000 đồng, chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha, mã số sản phẩm và kèm luôn cho em cái số điện thoại, em tư vấn và chờ hàng chờ sale nha các chị.
Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn thật là sớm nha, em tư vấn và chờ hàng luôn nha. Cổ tròn tay ngắn nè, chém đồng phong chuông, váy này một lớp kèm luôn cho mình cái túi và câu khóa kéo phía sau lưng. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1481. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha em nha. Mã số sản phẩm với số điện thoại cho mà được cả nhà nha. Chốt ngay trong bài live stream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài nè. Chị khách nào mình đặt hàng nhanh á, em đảm bảo có đơn hàng cho mình nè. Còn chị khách nào mà mình đặt hàng chậm quá nó hết hàng uổng nha. Nhanh tay lên đơn thật là sớm nha, em tư vấn và chờ hàng nha các chị. Mẫu đang mặc trên người mã số 1481, giá bao nhiêu ạ? 169.000 đồng. Đặt hàng nhớ kỹ mã số nha các chị, tại vì khi mà mình đặt hàng á, đặt nhanh cách mấy cũng vậy, mà mình thiếu mã số nè, hoặc là mình sai mã số thì mình cũng bị bỏ qua đâu và chưa được chốt xe đâu nha. Cho đặt hàng cố gắng là kỹ lưỡng giùm em. Mã số sản phẩm 1481 và kèm luôn cho em cái số điện thoại, mình đang có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn ha. Chị khách nào mình đặt hàng nhanh á, em đảm bảo có đơn, còn mình đặt hàng chậm á nó hết hàng uổng nha các chị ơi. Lên đơn thiệt là nhanh và thiệt là sớm nha, để bên em tư vấn và chờ hàng luôn. Mã số sản phẩm kèm luôn cho em cái số điện thoại như vậy là ok nha các chị. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1481, đầm đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1481. Chị nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. 1481 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được nha các chị ơi. Nhanh tay lên đơn thật là sớm nha, em tư vấn và chờ hàng chờ size cả nhà mình luôn ạ. Mã số sản phẩm với số điện thoại cho em là được nha các chị ơi. Nhanh tay lên đơn thật là sớm nha, em tư vấn và chờ hàng. Chỉ còn có giá tiền bao nhiêu các chị ạ? Sale rẻ nha, chỉ còn có giá 159.000 đồng. Chị Bảo Trang ok có, chị Thu Phạm ok chốt đơn 1481 luôn ạ. Mời em đồng sơ mi cho quá sức ly này các chị yêu ạ, quá xuất sắc luôn đúng không ạ. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1526, váy này đang có cho cả nhà mình cũng được đủ size đó các chị, nhưng mà size XL em gần hết hàng rồi nha. Chị là mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm trước là về các thái cao cấp nha các chị. Váy đẹp mềm rũ mặt mát, chân váy xếp ly xòe xòe cho mình nè, có khóa kéo nằm đằng sau lưng. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1526, chị khách là mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha, em tư vấn và chờ hàng chờ size cho cả nhà mình luôn ha. 40kg cho tới là tầm 65-66kg, và eo tối đa thì eo tầm 85-86 đổ về, cả nhà sẽ mặc đẹp thoải mái. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1526, đồng đang mặc trên người mã số sản phẩm 1526, ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. Các chị mình đặt hàng nhanh á thì em đảm bảo có đơn nè, còn chị cái đầu mình đặt hàng chậm ở đó hàng đó, cố gắng mình đặt hàng thiệt là nhanh và thiệt là sớm nha, để bên em tư vấn và chờ hàng luôn nè. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1526 nha, 1526 kèm luôn cho em cái số điện thoại, bên em có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn nha. Đầm sơ mi họ tiết cửa thổ cẩm về hàng cho chị em mình đây, trời ơi quá là xuất sắc luôn á. Đầm này em mang cho mình thêm một mẫu cho mấy xếp ly và cũng coi như là mẫu cuối cùng rồi nha các chị. Đầm hổm thì em có về cho mấy xếp ly về màu trơn, chấm bi và hoa cho mình rồi đúng không? Ngày hôm nay em về cho mình nè, họa tiết, những cái họa tiết rất là đẹp luôn, họa tiết hoa lá kiểu cách nè, đó mê chưa? Rất là xuất sắc luôn, theo cái kiểu là thổ cẩm cho mình ha. Váy này đang có 4 size cho mình, trong đó size XL là em gần hết. Chị khách là mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1526, mình đặt hàng nhớ kỹ mã dùm em nha. 1526 và kèm luôn cho em cái số điện thoại, bên có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn nha các chị. Nền bản của em váy này là màu xanh đen nè, và cái gam màu này không hề kém gì chút xíu nào cả. Da trắng mình mà cũng đẹp, mà mình da ngăm ngăm vậy là cũng ok cho em luôn ha. Mê mới đúng không các chị yêu ạ? Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm 1526, ngày hôm nay sắp sale rẻ cho cả nhà mình. Dạ 57kg mình mặc XL cho em là vừa đó chị, đang có đủ size. Ui nhưng mà size XL còn 13 cái nha. Em chỉ còn size, đa số là còn size ML với lại 2X. Nhưng mà size XL thì em chỉ còn có 13 cái thôi. Ví dụ như mà xíu nữa mà chị khách nào đặt hàng á, đặt hàng sau vào sau á, mình thấy hết size XL thì mình đổi lấy size 2X về nhà mình bắp nhảy cái phần eo dùng em nha. Đây là vải cát thái nè chị, vải rất là mềm, giặt bay giặt máy thoải mái luôn, không có sợ bị nhăn nhầu gì hết trơn á. Đi chơi đi tiệc đi làm thoải mái, thải ra cho em em có đúng một màu duy nhất luôn. Còn cái phần chân váy chị mình nhìn giùm em nè, trời ơi nó đều tăm tắp luôn. Và một cái phần chân như thế này em may bằng hai cái chân váy khác, trời ơi phải nói tốt vậy gấp đôi. Và cái giá tiền rất là rẻ nha, báo giá cho mình luôn ạ. Giá gốc tại cửa hàng là 550.000, giá đang bán tại cửa hàng 550.000 đồng. Và ngay bây giờ chị khách nào mình đặt hàng có chia sẻ live stream sắp sẽ giảm mạnh cho mình luôn. Chỉ còn bao nhiêu ạ? Một cái chân váy gấp đôi chân váy người ta. Và ngày hôm nay
giá tương đương luôn, 349.000 đồng thôi. Chỉ có 350 thôi em thấy này các chị ạ, chưa tới 500.000 nữa. Chị đâu mà đặt hàng cho bây giờ mình tranh thủ nha, comment liền phía dưới cho em mã số 1526 và kèm luôn cho em cái số điện thoại. Giá này là giá sale tặng cho những chị khách quen và cũng coi như giá là quen với những chị khách mới về chị sale trên livestream thôi. Cả nhà đặt hàng cố gắng mình đặt hàng thiệt là nhanh giùm em. Chị Nguyễn Anh có đơn hàng luôn ạ. Chị Ngọc Thơ ok chốt. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1526, đồng đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1526 ạ. Chị đâu mà đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. 1526 kèm luôn cho em cái số điện thoại, bên có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn. Chị khách nào đặt hàng nhanh em đảm bảo có đơn, đặt hàng chậm của nó hết hàng nha. Chị Phụng An ok có đơn hàng, chị Nguyễn Phượng ok chốt 1526 luôn ạ. Dạ đang có 4 size đó chị. 58kg mình mặc size XL là vừa chị, hoặc là mình để chính xác hơn mình đo em dùng em đi chị. Và khi đo em thì mình đừng có đo ngay cái bụng, tại vì đo ngay bụng thì cái số đo nó sẽ to hơn nhiều. Đó mình đo ở trên bụng chỗ nào nhỏ nhất đo vào giúp em là chính xác. 58kg eo dưới 80 mình mặc size XL, em trên 80 mình mặc size 2XL nha. Và đợt này thì em về cho mình số lượng ít thôi, cái trời ơi, cái màu của nó sang dã man luôn. Đầm bên shop chuyên về thời trang trung niên, thời trang quý bà, chị khách nào tầm U35 38 trở lên mình mặc hợp và sang nha. Đó, thì cái em đầm này em về cho mình ngày hôm nay thì không có số lượng nhiều. Em đang giảm giá còn 349.000 đồng, các chị mình tranh thủ mình đặt hàng sớm 63kg lấy 2X đi chị. Đào đặt hàng nhớ kỹ mã giùm em, mã số 1526 kèm số điện thoại và có chia sẻ livestream 3 lượt sẽ được áp dụng ngay giá sale nha. Nhanh tay lên đơn sớm, chị cẩm lan ok chút luôn ạ. À, chỉ về được một lần duy nhất rồi qua luôn chứ không về đi về lại. Những cái họa tiết hiếm như thế này thì thường em chỉ về cho mình số lượng ít là các chị ơi, săn vài không có, được bao nhiêu là em may hết cho mình luôn rồi đó, không có về đi về lại nha, cả nhà chú ý giùm em. Dạ 5L73 mình mặc size L là vừa luôn chị, đẹp đẹp quá em ơi. À, chị có cái mẫu như vậy rồi mà chấm bi rồi, đúng rồi chị ạ. Đợt phẩm thì em có về cho mình chấm bi màu trơn và hoa 3D rồi, và đợt này thì em sẽ về cho cả nhà mình nè cái gam màu này nè, đẹp không các chị. Này vải xanh đen mặc lên sáng da, với lại phải nói là cực kỳ tôn da luôn. Đó, dễ mặc nữa. Họa tiết cho mình là hoa lá, nhìn trên livestream đẹp một chứ bên ngoài hả, nhìn nó đẹp gấp đôi, bên ngoài nhìn nét hơn, đẹp hơn nhiều. Mẫu đang mặc trên người mã số 1526 nha. Đặt hàng nhớ kỹ mã giùm em nha các chị, 1526 kèm số điện thoại. Đừng có thiếu mã hay là sai mã nha các chị, như vậy thì mình sẽ bị bỏ qua đơn đó. 1526 giá chỉ có 349.000 đồng. Nhanh tay lên đơn sớm giùm em tư vấn và chờ hàng luôn nha. 1509 mấy triệu ơi, ngày hôm nay sắp giảm giá cho các chị mình luôn ha. Đầm này thiết kế sẽ là cổ vuông vừa phải nè, tay ngắn nè, vai hơi phồng nhộng chút xíu, ôm cái phần eo và dáng đầm phơm xề cho mình. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1509, chị là mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn nha. Chất liệu vải lụa mango đảm bảo làm các chị mình hài lòng luôn á, váy rất là đẹp, mềm mại nè, nhẹ nhàng mặc mát, còn có co giãn nhẹ nhàng cho mình hai chiều nữa ha. Hiện tại thì shop đang có giá cả được 4 size đủ và đang sale rẻ luôn ạ. Giá gốc tại cửa hàng hiện tại đang bán với mức giá là 450.000 đồng. Còn trong bài livestream ngày hôm nay, chị khách nào mình đặt hàng và có chia sẻ livestream thì mẫu đầm này em sẽ giảm giá ngay cho mình luôn. Chỉ còn có giá tiền là 229.000 đồng trong bài livestream ngày hôm nay. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1509, đầm đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1509. Chị nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. 1509 kèm luôn cho em cái số điện thoại của mình nha các chị. Bên em có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn thêm. Chị khách nào đặt hàng nhanh chắc chắn là sẽ có đơn, còn là hàng trọng và nó hết hàng uổng nha các chị. Dạ 62kg mình mặc cho em size 2XL là vừa chị nha, tùy theo cái chiều cao với lại cái vòng eo của chị mình, bên có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn nha. Váy may một lớp kèm luôn cả hai túi nè, và có khóa kéo nằm đằng sau lưng. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1509 cho em. Chị nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha các chị ơi. Rồi hôm nay sale rẻ nha, 229.000 đồng. Chỉ còn có giá tiền là 229.000 đồng trên like thôi. Chị Thảo Nguyên 54kg mình mặc cho em size L là vừa nha chị, tùy theo cái chiều cao với lại cái vòng eo của chị mình, bên có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn thêm nha. Chị khách nào mình đặt hàng nhanh á, em đảm bảo có đơn hàng cho mình nè. Còn chị nào mình đặt hàng chậm á, nó hết hàng uổng nha các chị. Chị Mỹ Huỳnh ok có đơn hàng 1509 luôn ạ. À, nhanh tay lên đơn sớm thì giùm em tư vấn và chờ hàng nha các chị. Đầm da beo về hàng diện là một phát, em đảm bảo với cả nhà mình luôn, mặc lên nhìn mình sẽ trẻ ra thêm vài tuổi. Đầm này em may cho mình thiết kế sẽ là cổ vuông vừa phải dễ mặc nha, mặc lên rất là sang và cực kỳ sáng cái gương mặt của mình luôn. Tay ngắn vai phồng mà không sợ giật bắp tay, và dáng đầm em sẽ may cho mình phom xòe che khéo phần bụng tốt. Thì hiện tại 1509 em đang có cho các chị mình 4 size đầy đủ, em có M, L, XL và 2XL luôn, từ 40kg cho tới tầm 65-66kg, cả nhà mình sẽ mặc đẹp thoải mái. Và eo tối đa thì eo tầm 85-86 độ về nha. Chất lượng măng gô thì đảm bảo là
làm hài lòng rồi. Trời ơi mê lắm nha các chị. Co giãn nhẹ nhàng hai chiều nè, váy mềm mặc mát nè. Đó, tà váy này mềm chưa? Không sợ bị nhăn gì hết và mình có thể giặt tay giặt máy thoải mái cho em luôn. Ngày hôm nay lên sóng thì chắc chắn là có sale cho mình rồi đó ạ. Thay vì giá gốc mình mua tại cửa hàng của em với mức giá là 399.000 đồng hay là những bài livestream khác là 399, thì bây giờ trong bài livestream ngày hôm nay cả mình chỉ cần chia sẻ livestream cho em 3 lượt, mình chia sẻ lên tường nha, chia sẻ vào nhóm và đều với chế độ công khai sắp sẽ giảm giá cho mình luôn, chỉ còn bao nhiêu ạ? 229.000 đồng thôi, mã số 1509. Mình đặt hàng comment phía dưới cho em nha các chị, mã số 1509 và kèm luôn cho em cái số điện thoại em tư vấn vào chợ hàng. Chị Tuyết Linh ok có đơn hàng, chị Thanh Thúc ok trước 1509 luôn ạ. Xin nha các chị, khóa kéo phía sau lưng dáng đồng phong xòe nhẹ tự nhiên này cho khéo vào bụng tốt. Ở đây em cao 1m65 đó, thì mình mặc dài á, cao tầm 1m65 thì mặc dài y chang nghe vậy nè. Còn chị khách nào mà mình cao tầm 1m45 hay 55 thì chắc chắn là sẽ mặc dài hơn nha. Có giao hàng không shop? Dạ có chứ chị, em giao hàng về tới tận nhà. Rồi chị khách nào nhận được hàng tại nhà thì các chị sẽ được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán luôn. Ngoài ra bên shop sẽ có thêm nhiều cái chương trình ưu đãi. Chị khách nào đặt hàng bên shop em ngày hôm nay dồn đơn hàng cho em đi ạ. Chỉ cần dồn đơn 600.000 đồng thôi là mình sẽ được miễn phí giao hàng toàn quốc rồi đó. Cái gì đặt hàng thiệt là nhanh, thiệt là sớm nha, để bên em tư vấn và chờ hàng luôn nha. Mẫu đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1509, ngày hôm nay sale luôn, vừa bán vừa tặng luôn, 229.000 đồng. Chị Ngọc Minh ok có đơn hàng, chị Thanh Long ok chốt đơn 1509 luôn ạ. Dạ 229.000 đồng chị. Họa tiết da beo thì lên form một phát, cả nhà thấy sao? Họa tiết da beo thì lên rất là sang và không bao giờ sợ qua thời hay lỗi mốt gì hết. Gam màu nâu mặc lên siêu trắng luôn, này bạn màu trắng nè, đó họa tiết da beo màu nâu nâu. Váy may một lớp kèm luôn cả hai cái túi và con khóa kéo phía sau lưng, mã sản phẩm là 1509. Rồi bây giờ chị khách nào mình đặt hàng cái đầm này của em thì mình comment liền phía dưới cho em nha, là 1509 và kèm luôn cho em cái số điện thoại, mình đang có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn nha. Đặt hàng nhanh em đảm bảo có đơn hàng cho mình, nhưng mà chị khách nào mà mình đặt hàng chậm quá thì sẽ hết hàng và tất cả những mẫu đầm chị về được một lần rồi qua luôn, chứ không về đi về lại em đứng gần như là xe một lần nữa nha. Đây đầm này này có chị đó, đường may mũi chỉ này quá xuất sắc luôn, vai hơi phồng nha. Chị khách nào có phần bắp tay mà to như em như vậy nè, mặc mấy cái mẫu tay phồng này mặc thoải mái cực kỳ, không có sợ bị chập bắp tay luôn. Nhánh cái phần eo dáng đồng phong xòe xòe này các chị xin giả mang, mà ngày hôm nay chỉ có bao nhiêu ạ? 229.000 đồng, đảm bảo không có shop nào dám bán cho mình giá này. Và đồng này độc quyền là hàng mai bên shop em, không có chỗ nào có luôn đó. Dạ 229.000 đồng chị 60kg, cao 1m60, mặc sai chị shop rồi. Ok chị, mình đã em dùng em nha, đo ở trên rốn chỗ nào nhỏ nhất đó, đo ở trên bụng đó các chị, chỗ nào nhỏ nhất là phần thắt eo của mình ha. Nếu như em dưới 80 mình mặc cho em size XL và em trên 80 mình mặc cho em size 2XL là vừa nha chị. Mẫu mã rất là đa dạng, chị nào mà mình chưa ấn theo dõi trang bên em thì ngay bây giờ mình ấn theo dõi trang bên em liền nha. Rồi chị Hương Lan ok chút luôn ạ. Mẫu đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1509, đầm đang mặc trên người mã số 1509, cổ vuông tay phồng, nhánh eo dáng đầm phong xòe. Trên livestream mình thấy em mặc như thế nào, về nhà nhận được hàng y chang như vậy luôn nha. Và để được áp dụng giá sale thì các chị mình đừng quên chia sẻ livestream cho shop 3 lượt. Mình chia sẻ lên tường nhà, chia sẻ vào nhóm và để với chế độ công khai là được luôn. Rồi bây giờ kiểm tra kỹ lại giùm em một lần nữa, coi coi có thiếu gì không. Chia sẻ livestream cho shop 3 lượt nè, mã số 1509 và kèm luôn cho em cái số điện thoại của mình, bên có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn nha các chị. Hôm nay sale rẻ bao nhiêu ạ? Từ 399 giảm mạnh chỉ còn có 229.000 đồng thôi. Em tấm tường mặt 2X đi chị. Còn chị khách nào mình đặt hàng nữa ngay bây giờ mình tranh thủ lên giùm em nha. 1503 là một mẫu đầm mà cả nhà mình không thể nào bỏ lỡ được ạ. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm 1503, ngày hôm nay sắp đã bị lẻ sai rồi nha. Nhưng mà các chị ơi, nhanh tay đặt hàng thiệt là sớm đi, nó hết hàng uổng lắm luôn á. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1503, hiện tại thì em chỉ cần cho mình size M24 chiếc, size L18 chiếc, XL còn 2 và 2XL còn 3 chiếc cuối cùng. Và ngày hôm nay lên sale tặng cho chị mình luôn ha, giá tặng cho những chị khách quen và cũng coi như giá làm quen với những chị khách mới. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm 1503, chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha các chị. Dòng vải von nè, von chấm bi nổi cao cấp cho mình, váy may kỳ lưỡng hai lớp cho mình luôn, kèm hẳn hai cái túi hai bên và có khóa kéo phía sau lưng nha. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1503, chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn, 1503 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được nha các chị. Em sale ngay trong bài livestream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài nha. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em tư vấn và chờ hàng luôn, mã số với sáng thoại cho em là được nha các chị ơi.
nhanh tay lên đơn thật là sớm cho em tư vấn và chờ hàng chờ size gia cảnh cho mình luôn, mã số với số điện thoại cho em là được nha các chị. Chốt ngay trong bài live stream ngày hôm nay, không có áp dụng ở ngoài ạ. Mẫu đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1503, giá sale hôm nay bao nhiêu ạ? 169.000 đồng, chỉ còn có giá tiền là 169.000 đồng trong bài live stream này thôi. Chị khách nào mình đặt hàng nhanh á, em đảm bảo có đơn, còn chị khách nào mà mình đặt hàng chậm có đơn hết hàng ổn nha các chị ơi. Nhanh tay lên đơn thiệt là sớm nha em tư vấn luôn ạ. Dạ 53 kg, mình mặc cho em size L đây chị là vừa ha. Tùy theo cái chiều cao với lại cái vòng eo của chị nữa, bên em có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn nha các chị, mê lắm luôn á. Cái em đồng này mà cả nhà không đặt hàng thiệt sự rất là ổn luôn, tại vì em vải này hơi bị hiếm. Cả nhà mình chờ em 10 giây nha, xíu nữa em đứng gần thì mình xem. Đầm này hết kế sẽ là bộ tim cho mình đẹp, tay lỡ vai hơi phồng chút xíu, mặt không sợ chặt bắt tay nha. Eo có đính đá lấp lánh cho mình nè, dáng đồng phong xòe, mặt che bụng tốt. Chất lại vải von chấm bi nổi và kèm luôn cả hai túi cho mình luôn. Đầm này thì chắc chắn là em sẽ may kỹ hai lớp nha, có luôn cả hai túi thì mình cứ yên tâm đặt hàng. Rồi ngày hôm nay thì sale rất là rẻ luôn. Cả nhà nhìn giùm em cái gam màu nè. Em chọn cho mình tông màu đen trắng nha, khi mà mình diện lên thì sẽ không hề kén nhau chút xíu nào cả. Da trắng mà đẹp, da ngâm cũng ok luôn. Và sau khi chốt bộ đầm này rồi mà còn muốn kiếm thêm nhiều cái mẫu đầm màu xanh đỏ tím vàng nữa thì mình có thể ấn theo dõi trang bên em để mà mình vào mình cập nhật được nhiều mẫu đầm đang giảm giá nha. Rồi bây giờ em đứng gần cho mình xem, váy này thì em đang lẻ size rồi các chị ạ. Nhanh tay đặt hàng sớm nha. Nền vải màu đen nè, và những cái bông này nè các chị, màu trắng nè. Đây cả nhà mình nhìn giùm em, những cái bông này khi mà mình giặt ủi là nó sẽ không bay, không phai luôn, không bong tróc và không hề rơi rớt một chút xíu nào, rất là chắc chắn. Cho nên là mình yên tâm nha, quá đẹp. Đây là lần đầu tiên em về cho mình cái vải mà von bông bi nổi như thế này, và cũng là lần cuối cùng á các chị. Tại vì tất cả những mẫu đầm ở shop em chỉ về được một lần rồi, em qua luôn chứ em không có về đi về lại nha. Ngày hôm nay chị khách nào thích cái mẫu đầm này của em thì mình comment ngay phía dưới cho em mã số sản phẩm là 1503 và kèm luôn cho em cái số điện thoại. Chị nào đặt hàng nhanh, đúng cú pháp và có chia sẻ livestream 3 lượt thì được giảm giá ngay từ bao nhiêu các chị ạ? À? Từ 450.000 xuống chỉ còn 169.000, em không có báo lòng đâu các chị ạ, 169.000 đồng. Cái giờ mình sợ nghe lầm đúng không ạ? Không hề. Từ 480.000 đồng giảm xuống chỉ còn 169.000 đồng thôi ha. Nhanh tay đặt hàng thiệt là sớm nha, để bên em tư vấn và chờ hàng chờ sale cả nhà luôn. Ngày hôm nay thì em giảm rất là lớn. Lý do tại sao các chị, đầm này không phải là hàng lỗi hay là không phải là hàng đã qua sử dụng gì hết. Mới 100% mà còn tem mác đầy đủ, 59kg XL đây chị. Rồi em chào chị Nguyễn Mận nha, chị Ngọc Nhi có đơn luôn nè. Hàng mới 100% khi về nhà được quyền dỡ ra kiểm tra trước khi thanh toán luôn. Dồn đơn 600.000 đồng luôn miễn phí vào hàng Hàn Quốc. Giá này giá tặng cho những chị khách quen và cũng coi như giá làm quen với những chị khách mới. Thì bây giờ chị khách nào quen á là mình đã quá biết rành bên shop em rồi về cái mức độ uy tín và chất lượng đúng không ạ? Chủ yếu là làm quen với những chị mới nè. Mấy chị ơi, mình tranh thủ mình đặt cái mẫu đầm này 169.000 đồng, đi chợ buổi sáng hết trơn rồi, hết queo có chị nhiều khi không đủ nữa. Nhưng ở đây 169.000 đồng cả nhà săn được cái em váy như em đang mặc nè. Quá rẻ luôn mà nó rất là đẹp nha. Mình diện ra ngoài đường ai hỏi mình như mình là 480 ai cũng tin hết các chị ạ. Tại vì đầm này em đã bán số lượng gần 5.000 cái với giá tiền là 480.000 và ngày hôm nay tặng cho mình luôn 169.000, có 170 chưa tới 300 nữa. Rồi size M em còn cho mình 24 chiếc, size L 18 chiếc, XL còn 2 và 2XL còn 3 đó. Cả nhà biết lý do tại sao là sale chưa ạ? Từ 5.000 cái ngày hôm nay chỉ còn mỗi size le que có vài cái như vậy thôi. Ngay bây giờ mình đặt hàng chia sẻ liền cho em bài livestream này 3 lượt, mình chia sẻ lên tường vào nhóm và để với chế độ công khai nè. Comment ngay phía dưới cho em mã số 1503 kèm số điện thoại. Đặt hàng thiệt là nhanh nhưng mà phải đúng cú pháp nha các chị. Đặt hàng lộn mã này hoặc là thiếu mã số thì mình sẽ bị bỏ qua đâu mà chưa được chốt xe đâu ạ. 53 kg mà mặt trang xanh L đây chị, đang có 4 size nhưng mà M còn 24 chiếc, size L 18 chiếc, XL còn 2 và 2XL chỉ còn 3 thôi. Đặt hàng thiệt là nhanh nha các chị. Dù khi kết thúc bài livestream này thì em nó đã bị hết một vài size rồi hoặc là nó hết hàng luôn cũng có thể, và các chị mình quay lại đây kiếm mua thì hoàn toàn không có, tại vì em chỉ về được có một lần thôi. Nếu như mà còn về nữa thì nó quá là may mắn đó chị ạ, tại vì vải nó quá đẹp. Thật sự có rất là nhiều chị khách bên shop em mua rồi xong rồi về mặt cái bạn bè thấy đẹp quá quay lại đây đặt mua nữa mà không có đó. Và ngày hôm nay là em shop kho hàng còn tem mác đầy đủ hết trơn à, cả nhà yên tâm nha. Những cái bông này là không bay, không phai, không gây châm chích, không gây ngứa ngáy, không hề bị khó chịu mà ngược lại hoàn toàn rất là êm ái dễ chịu luôn. Và khi mà mình nhìn bằng mắt thường bên ngoài thật sự rất là thích, nó xinh lắm ạ. 49 kg mà sẽ mời cho em nha, mã số 1503. Rồi đừng có thiếu mã nha các chị, mã số 1503 nè, số điện thoại nè, chia sẻ livestream có 3 lượt, mất có 10 giây, giảm mạnh từ 480.000 đồng xuống bao nhiêu ạ?
169 ngàn đồng, chỉ 169 ngàn đồng thôi, có ngày đồng đẹp giá rẻ nha. Nhanh tay đặt hàng sớm em tư vấn và chờ hàng. Dạ eo 82 thì mình sẽ mặc size 2XL cho em là vừa luôn chị ạ. Mọi em nằm sơ mi họa tiết da bèo rất là sang chảnh nè các chị ạ. Váy này thì em bị lẻ size rồi nha, các chị mình đặt hàng tên hộ bên lên đơn thật là sớm nha để bên em tư vấn luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1490. Chị khách nào mình đặt hàng thì bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. 1490 kèm luôn cho em cái số điện thoại, bên có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn nha các chị. Đầm thiết kế sẽ là cổ sơ mi cho mình nè, tay lỡ nha. Rồi cái phần tay này may cho mình thoải mái mà không sợ bị chọc quá tay luôn. Dáng lòng phơm suông cho mình. Đó, mặc lên rất là thoải mái dễ chịu luôn ha. Có khóa kéo phía sau lưng. Do vậy các thái thì chỉ cần may một lớp thì rất là vừa mặt rồi nha các chị. Cao 1m65, đầm này mặc dạng ngang lên trình, đầm nữ bắp cho em thích mặc chén dài thì mình có để dài dài như vậy mình mặc. Còn chị khách nào mà mình đã chán mình chán dài rồi thì các chị có thể lên like cắt ngắn tùy theo ý thích của mình mà không hề sợ bị mất form đầm luôn. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1490. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha. Và em sẽ sale đặc biệt cho mình luôn. Giá gốc mình hiện bán đầm này là 450.000 đồng tại cửa hàng. Đó, đầm chuyên thời trang trung niên, thời trang quý bà tại cửa hàng là 450.000. Còn trong livestream này em giảm giá cực mạnh cho mình luôn, chỉ còn bao nhiêu ạ? Sao rẻ nha các chị, chỉ còn có giá tiền là 249 ngàn đồng thôi. Vậy là mỗi chị sẽ được giảm tận 200 ngàn đồng. Các chị mình cố gắng mình chia sẻ livestream mạnh tay nha. Mình chia sẻ lên tường nhà, mình chia sẻ vào nhóm nha và để với chế độ công khai nha. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn thật là sớm nha. Em tư vấn và chờ hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn nha. Mã số với số điện thoại cho em là được nha các chị. Nhanh tay lên đơn sớm giùm em tư vấn và chờ hàng. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1490, đầm đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1490. Chị nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn, 1490 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được ha. Em xem ngay trong bài livestream ngày hôm nay, chị khách là mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ. Chị Lily ok có đơn hàng, chị Nguyễn Ngô ok chốt 1490 luôn ạ. Sale rẻ nha các chị, 249.000 đồng. Còn chị nào mình đặt hàng nữa ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. Nhìn cái đầm họa tiết da beo rồi mấy chị khách trung niên bên em là ghiền lắm đúng không ạ? Tại vì đầm da beo mặc lên rất là sang và không bao giờ sợ qua thời hay lỗi mốt gì hết. Đó, và em chọn cho mình cái da màu nâu, khi mà mình diện lên thì nhìn cái da của mình rất là trắng luôn. Chị khách nào da trắng mặc lên là chắc chắn là đẹp lung linh rồi. Nhưng chị khách nào da ngâm á, chốt cho em cái da màu nâu này đi, mặc lên nhìn trắng thêm vài tông da luôn nha. Thì hiện tại là em đang bị lẻ size, em có 4 size nhưng bây giờ chị còn có 3 size thôi. Thì chính thức lên sale cho cả nhà mình luôn ạ. Thay vì da gốc mình mua cái em váy này là 450.000 đồng ha, đầm sơ mi phân trung niên và dáng suông, nhưng mình thích mặc suông để suông, không thích mặc suông thì ôm eo. Bây giờ em giảm giá cả nhà chỉ còn bao nhiêu ạ? 249.000 đồng. Như vậy là mỗi chị sẽ được giảm giá bao nhiêu ạ? 200.000 luôn ạ. Rồi bây giờ đặt hàng cho em xin mã số vào 1490 và kèm luôn cho em cái số điện thoại, bên có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn ha. Dòng vải các thái cao cấp mặc yên tâm đi các chị, mềm lắm, không những mềm nè, nó nhẹ nè, không có sợ bị nhăn đâu nha, và mặc rất là bền luôn. Đặc biệt năm nay mặc một vài lần cấp tủ, năm sau lấy ra mặc vẫn hợp thời bình thường, không sợ qua thời lượng có gì hết. Dáng lòng phong suông nha các chị. Đó, riêng cái em váy này nè, chị khách nào mà mình có bụng đó, hay là chị khách nào mà mình muốn mặc giống như là mặc đi làm nửa buổi hoặc cả ngày trời cho thoải mái và mát mẻ thì ok, chốt ngay liền cho em cái mẫu đầm này. Rồi ngay bây giờ em giảm giá luôn, từ 450.000 đồng giảm xuống còn bao nhiêu ạ? 249.000 đồng duy nhất trong bài live stream ngày hôm nay, mã sản phẩm là 1490. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. 1490 kèm số điện thoại cho em là được ạ. Phần tay này em may thoải mái nhưng mà không sợ bị chạm bắt tay. 53kg có sao shop? Dạ có chị yêu ơi. Bây giờ chị mình thích đặt size nào ạ? Nếu như mình bụng mình nhỏ, mình 53kg lấy cho em size M. Còn mình có bụng thì mình có thể lấy cho em size L là vừa nha. Và hiện tại em chỉ còn 3 size, em còn cho mình size M, size L và size XL, 40kg cho tới 62-63kg. Và eo tối đa thì eo 82-83 đổ về, mặt đẹp thoải mái. Riêng cái em váy này các chị, nếu như mà em có size 2XL sẽ là tới 70kg lần á. Nhưng mà bây giờ em chỉ còn 3 size thôi, cho là dưới 63kg và em dưới 83 cho em ha. Và đo eo thì các chị mình đừng có đo ngay cái bụng, tại vì đo ngay bụng nè, đó, nhìn thôi là mình đã biết cái số đo dưới bụng này nó to hơn cái số đo trên này. Đó, các chị mình thấy ở trên này chỗ nào nhỏ nhất đo và giúp em, đó chính xác. Có giao hàng không shop? Dạ có chị, em giao hàng về tới tận nhà luôn. Và khi mà mình nhận được hàng tại nhà, các chị sẽ được quyền kiểm tra hàng trước khi mình thanh toán. Ngoài ra sẽ có thêm cho mình một cái chương trình ưu đãi nữa. Chị khách nào đặt hàng bên shop em ngày hôm nay, dồn đơn hàng cho em chỉ
600 ngàn đồng thôi là mình sẽ được miễn phí hoàn toàn quốc luôn nha. Em cao 1m65 nha các chị. Đầm này em mặc dài ngang lưng chừng tầm nửa bắp cho em. Đầm dài qua gối á, cao 1m65 là dài qua gối như thế này. Thì các chị thích mặc dán dài có thể dán dài dài như vậy mình mặc. Còn chị khách nào đã chán mà dán dài rồi thì mình có thể lên like cắt ngắn tùy theo ý thích của mình mà không hề sợ bị mất form đầm luôn. Rồi bây giờ đặt hàng comment liền phía dưới cho em đi các chị ơi. Mã số sản phẩm 1490 và kèm luôn cho em cái số điện thoại, đây có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn nha. 1490 kèm số điện thoại. Dạ eo 74 mình mặc cho em size L là vừa đó chị ạ. Chị Nguyễn Thơm ok có đơn hàng, chị Hồng Thắm ok chốt nha. Em chào chị Ngọc Ái ạ. Mua đi mọi người ơi, mình khách thâm niên bên này. Em cảm ơn chị mình ạ. Đầm mới sắp em là chuyên về thời trang trung niên. Chị khách nào tầm mua 35 38 trở lên mình mặc rất là hợp và rất là sang, và ngày hôm nay em giảm giá luôn. Chị còn bao nhiêu ạ? 249 ngày đồng trong bài lại chiều ngày hôm nay nha các chị ơi. Đó, mang cho mình một lớp kèm luôn cả hai cái túi nè, có khóa kéo phía sau luôn, giá 249 ngày đồng, quá xá rẻ luôn các chị. Hiện tại chỉ còn 3 size từ 40kg cho tới là tầm 62-63kg. Eo tối đa thì eo tầm nè 82-83 đổ về đó thì mình sẽ mang về thoải mái nha. Nhanh tay đặt hàng sớm. Chị Lily ok có đơn hàng, chị Hồng Hạnh ok chốt luôn ạ. 1490. Còn chị nào mình đặt hàng nữa tranh thủ nha. Mỗi size chỉ còn mười mấy cái thôi ạ. Bây giờ nè, size M em còn 12 cái, size L em còn 18 cái và size XL thì em chỉ còn cho mình có 15 cái cuối cùng là em hết luôn rồi đó. Các chị thích đầm này của em thì cái bây giờ mình đặt hàng thiệt là nhanh nha. Và có chia sẻ livestream cho em 3 lượt thôi. Mình chia sẻ lên tường nhà của mình chia sẻ vào nhóm này và để với chế độ công khai là được nha. Đặt hàng thì mình comment phía dưới cho em mã số 1490 và số điện thoại của mình, bên có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn nha. Đừng có lộ mã nha các chị, 1490 nha. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm nha, em tư vấn giá chỉ có 249 ngàn.